chưa thấy đây bài tranh tạ của con, bài tranh tạ viết về nước Mỹ. Con viết hai lần sai chữ America, con viết hai lần sai chữ Communist, con viết hai lần sai chữ Liberty. Làm sao được, bởi anh con vừa chết. Kính thưa thầy, đây bài luận thuyết của con. Một căn nhà và một trái phá, một đám cưới hồng bên cạnh một đám ma, một nếp sống tàn bên cạnh người nó ấm. Ôi tiếng hát nào bên lệ em tuôn mau. Làm sao thuộc bài con học để vinh thân đời sau. Kính thưa thầy, đây là bài toán của con. Những đường cong đường thẳng đều có ngày mình, đường vào thành phố có bà có mi, có con gái học trò. Đường vào làng có hầm hố cá nhân, đường vào đời có đao kiếm căm hờn. Con đã chứng minh nhiều lần, đường ngoằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn, nhưng không thể nối liền Sài Gòn, Hà Nội, nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê. Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà Lạt, con không đậu tú tài để làm bác sĩ kỹ sư. Kính thưa thầy, đây bài thuộc lòng của con. Tổ quốc Việt Nam 4.000 năm văn hiến, 100 năm Pháp thuộc, 20 năm đọa đây. Làm sao con thuộc được truyền Kiều Nguyễn Du. Kính thưa thầy, đây là quyền vợ của con. Suốt một năm không hề có chứ, con để dành ép khô những dòng nước mắt của cha con, của mẹ con, của chị con và của chính con. Con đã chứng minh nhiều lần, đường ngoằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn, nhưng không thể nối liền Sài Gòn, Hà Nội, nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê. Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà Lạt, con không đậu tú tài để làm bác sĩ kỹ sư. Kính thưa thầy, đây bài thuộc lòng của con. Tổ quốc Việt Nam 4.000 năm văn hiến, 100 năm Pháp thuộc, 20 năm đọa đây. Làm sao con thuộc được truyền Kiều Nguyễn Du. Kính thưa thầy, đây là quyền vợ của con. Suốt một năm không hề có chứ, con để dành ép khô những dòng nước mắt của cha con, của mẹ con, của chị con và của chính con.